ra chợ thuốc, chợ thuốc Sài Gòn. Khắp cái chợ thuốc Sài Gòn này. Thuốc cung cấp cho cả nước đây. Nó cũng giống như chợ bình thường. Giống như một phiên chợ bán đồ ăn vậy, đồng vải. Thuốc bậc nhất Việt Nam mình. Đúng không? Giờ muốn gì cũng có, muốn thuốc gì cũng có, vô đây là có. Quá nhiều thuốc. Long.